Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Mình là MK Gaming đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái clip về Minecraft và cái clip này có tên là Top những cái lỗi thú vị trong phiên bản mới. Và trước cái bao video này, các bạn đừng quên đó là cho mình một like, một share cũng như một cái đăng ký, và đừng quên là kích vào chuông để nhận những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Ngoài ra nếu như bạn nào là fan chân chính của mình cũng như yêu với mình cũng như thích mình làm tiếp tục những cái video về Minecraft nữa thì đừng quên là giúp mình đạt 2000 like cũng như đó là cho mình hashtag chính là FanMKGaming, hashtag FKGaming cũng như hashtag nút play vàng nha các bạn. Ngoài ra nếu như bạn nào thích xem Minecraft MCBE thì nhớ xem bên kênh MK MCBE. Nếu như thích xem Minecraft bóc bách thì nhớ xem bên kênh MK Minecraft ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video để xem những cái lỗi thú vị này nó như thế nào nha các bạn. Let's go. Ok, ghê. Chào MK nha. Ngày hôm nay em biết gì không? Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái gọi là map test lỗi, những cái lỗi cực kỳ thú vị mà chắc chắn là em cũng sẽ chưa thể nào biết được đâu. Đúng có rồi, em không? Chưa biết gì. Em còn chưa chơi Minecraft 1.14.4 nữa mà. Ok, theo anh. Ok, qua đây. Lê ghê ơi. Anh đã tổng hợp một số cái lỗi mà kiểu cơ bản không? Đố em biết cái lỗi này là lỗi gì luôn. Ủa, nhìn sao em biết được em chưa chơi Minecraft 1.14.4 nữa, không biết cái gì luôn trời. Bây giờ em lấy cái bột xương ơi. Em bón vô cái mầm cây này. Ok, lấy bột xương bón cho mầm cây đúng không? Bón nhiều lên, liên tục luôn. Rồi. Thấy gì không? Thấy gì chưa? Trời ơi, cây nó biến thành cục đất luôn rồi. Thì ở giữa nó vẫn là cục đất nhưng mà nó mọc cái cây lên luôn. Ghê không? Gì vậy? Bị lỗ một cục gỗ rồi. Thì cái đó là lỗi, mấy cái lỗi nho nhỏ mà có thể bạn chưa biết, thấy không? Quá ghê. Chưa biết, còn các bạn đã biết chưa? Nhớ comment ở dưới nha. Các bạn sao biết được? Thấy không? Thử để mình để anh thử góc nhìn của anh cho các bạn coi. Đây, bón vô. Cái là tự động. Nó bị kiểu giống như bị lỗi á các bạn, nó không có bỏ cục đất đi, nó vẫn còn cục đất luôn. Anh thử cục khác chưa? Bây giờ mình thử cục đá thôi. Mình thử cục đá với lại thử cái cây khác luôn đi. Thử cây này, thử được không? Rồi bỏ cục đá lên đi em. Ok. Quên, lộn. Có vẻ cục đá hơi cứng. Đá hơi cứng nha. Đổi cục khác đi, cục gỗ thử. Cục đất này đi, cục đất này. Cục đất có được, cục đất được. Cục đất khô á, đất thường vẫn được. Thử cục khác đi. Thử rồi, thở vô giữa. Ok. Cục A vậy là chỉ có đất thôi. Vì mấy cục kia cứng quá. Ghê không? Chuyên nghiệp. Xuyên coi từng con thử luôn. Đó là thôi. Không quên chắc vậy á, nhưng mà mình qua cái lỗi mới đi. Chơi cái lỗi này okay, là lỗi thân cây đi các bạn. Đây, tiếp tục lỗi đó, em biết lỗi này lỗi gì. Ô nhìn ghê, em nghĩ cái lỗi này sẽ liên quan tới cái tàu lửa. Cái xe. Đúng rồi, xe lửa đó. Thử nè. Nè, thử nè, anh đập nè. Hay chưa? Xe nó hút xuống luôn vậy. Vậy nó mới hay. Hiểu rồi. Đâu, đây bây giờ em thử ngồi lên đi kìa. Ngồi lên thử kìa. Ngồi lên. Giỡn sao, nó hút luôn. Được luôn nè. Chứ sao. Quá ghê. Làm kiểu ảo thuật vậy, tự nhiên ở dưới không có gì hết, cái mình dính vô luôn. Không, ở dưới này có cái gì, bọc cái gì, bọc nào. Thế mình che lại như này nè. Rồi, chỗ bị chết rồi, em ngồi lên đi. Nhưng mà che lại như này, nhưng mà anh phải đập một cục dưới, thấy không? Rồi, em ngồi lên đây, ngồi lên đây. Ok, ngồi lên. Đập thử coi. Vẫn xuống bình thường. Dính vô luôn. Nói chung là nó... Chết. Vậy. Cái gì? Như cái xe này nó sẽ kiểu có cơ chế kiểu nó hút vô cái Minecraft đúng không ta? Nè, đây ra coi. Đâu, nó đâu có hút đâu. Đâu, thật không, bây giờ để xe trên này là biết liền cái gì, ở dưới này có đường ray nó tự hút vô à. Đó. Nó tự hút. Nếu như nó hình như là nó rớt, nếu mà nó rớt từ trên xuống á là nó tự hút luôn. Thử hai lóc thử coi.
đó. Ờ, nó hút luôn, nó hút luôn. Ồ, thấy không? Đó là cái miếng nửa này nó kiểu nó không có cái tác dụng trắng đâu, xuyên luôn. Miếng nửa đó không có gì hết. Rồi, tiếp tục nè. Đi mình qua tiếp cái lỗi bên này đi. Ok. Cái lỗi anh chưa đặt tên cái lỗi này là lỗi gì mà? Lỗi xe đẩy. Đó, quá dễ dàng. À, xe hút. Đây, ở đây có 3 loại xe. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Đặt ra. Đặt ra. Thấy không? Bình thường đúng không? Em thấy bình thường đúng không? Bây giờ anh bình thường luôn. Bình thường anh đợi lại. Thấy không? Thấy nó đen không? Bây giờ anh bút effect cho em nha. Ok. Ô A cộng GIF A cộng A Night Navision 99 hay nào nào. Vô. Nó vẫn đen. Nó đen xì luôn. Đọc ra thì nó mới thấy, nhưng mà nếu mà ấy là nó bị đen. Thấy không? Đen xì. Ồ. Quá ghê. Cái này mình nhìn bóng tối không được. Ô mình nhìn thấy con dơi nè. Đừng. đừng. Cái này là vẫn được nhưng mà chỉ có hai cái này là bị đen thui. Nếu mà mình bịt lại, nếu mà không ánh sáng là đen xì luôn. Không thấy. À hiểu. Nói chung là mấy cái lỗi này, nó lỗi này gọi là gì ta? Lỗi ánh sáng okay. Xe đẩy tiếp tục. Lỗi này okay, thú vị nè, cái này khá là thú vị nè. Nè. Bây giờ em đoán xem từ đây nè. Đó, dây với lại heo. Okay. Bình thường đúng không? Là khi mà em nhảy từ trên xuống đây đúng không? Là nó sẽ đẩy lên đúng không? Là không mất máu đúng không? Ừ, nó nảy lên. Nhưng mà còn nếu như mà mình mà đẩy ở bên cái len này thì sao? Là mình sẽ bị mất máu. Đúng không? Rồi, đây. Anh sẽ cho em coi thí nghiệm cực kỳ thú vị. Đây. Bỏ con heo. Móc vô đây. Móc vô đây. Rồi, đẩy nó qua bên này đúng không? Là chắc chắn là nó sẽ không chết đúng không? Đó, nó nhúng. Thấy chưa? Thấy không? Rồi, bây giờ một con heo nữa, móc vô đây. Móc vô chưa? Rồi, đẩy qua đây. Vậy tại sao bên này nó cũng nhúng? Mà nó nhúng cao hơn nữa kìa. Tại sao? Ủa hay vậy? Hình như là cái dây nó chưa tới hả? Đây hạ một ô rồi. Để anh hạ một ô coi. Hạ một ô thử coi. Nó chết rồi. Thì đúng rồi, nó rớt xuống thì nó cái cục đó nó không có tác dụng nhúng thì nó phải chết chứ. Nhưng mà để hạ thử, hạ một ô thử coi. Ok. Thì sao? Thôi ra, đẩy xuống. Hạ một ô nó nhúng thì nó có chết không? Không chết thấy không? Đó, vậy nó mới hay chứ. Trời ơi. Mình cắt cái dây một cái là cắt cái dây nó chết à. Ồ nó chết luôn rồi. Thấp xíu gì mà nó cũng đập đầu chết luôn. À nó bị thắt cổ chết. Vãi nồi thắt cổ. Nhưng mà cái đó không quan trọng. Cái này mới hay nè. Bỏ qua cái lỗi con heo đi. Tem set này. Đây là lỗi con heo nhúng nhảy. Đó bây giờ em bấm vô cái nút đi. Em bấm cái nút rồi em đang ở trên cao đúng không? Ồ hay vậy. Từ từ. Bây giờ nè. Em thử nhảy xuống cái giường coi. Thử nhảy xuống giường à. Có cần game bắt không anh? Game bắt không chứ. Okay, test được mới độ cao là phải test chứ. Không chết đúng không? Suýt chết đúng không? Rồi bây giờ để độ khó là không đi. Quên. Độ khó là be full. Rồi. Bây giờ nè. Okay. Bay lại đúng không? Bây giờ em canh nha. Em vừa nhảy xuống một cái đúng không? Em bấm chuột phải vô cái giường liền luôn nha. À ok. Chưa được, sai rồi, lại hồi máu đi, không, rồi lại vừa nhảy bấm vô, cho nó nằm vô cái giường liền luôn. Thử okay, đi. Ok Ủa? Lại gì nhảy gì dở vậy ta? Đâu, tự nhiên nó bỏ cái giường xa quá, nè Ủa, anh làm được mà. Bạn không thể, tại vì cái giường ở quá xa bạn, đâu anh thử coi. Nè, nhảy vô nè. Nó bỏ cái giường ở xa em quá. Ôi da, không cái lỗi từ lại. Ok. Ủa, ê từ. Ủa? Biết sao không, anh game bắt không, anh game bắt một. anh game bắt một. Ok lại nè rồi anh ngủ rồi đúng không, mày em nghe cái mạch đúng không, bây giờ anh ra khỏi giường nè. Vẫn chết rồi, làm lại thử rồi. Cái này là số chết rồi, nó cho mình một giấc đó đâu. Mặc dù vẫn ngủ được nhưng mà ô, có nghe cái bạch không, thử coi rồi giường coi. Nó vẫn chết. Đó, đó là lỗi không. Tức là mình sẽ không thể nào chơi ăn gian bằng cách là mình nhảy từ cao xuống, sau rồi mình nhảy vô cái giường, hiểu không?
hồi xưa như là hồi xưa là được, hồi xưa là vẫn được. À là mình ngủ luôn đúng không? À là có mình gì? Đâu đây đây chết à, cái này là mình chết lâm sàng. Chết lâm sàng rồi à, chứ sao rõ ràng à, hay. Đây, cái lỗi tiếp theo, cái lỗi này cực kỳ thú vị luôn. Đây từ đây anh nghe bắt một rồi đã. Chết rồi, cái này anh đã thú vị ghê chứ, để xíu để anh kiếm đồ cái. Ok rồi, đây bình thường đúng không, nước nước với lại lava là nó sẽ sao, nó sẽ kiểu như kết là kết hợp obsidian đúng không? Coi nha, anh đổ nước với lava là vô với nhau, thấy không, thấy bình thường không? Nó không nè, gì vậy? Nè, bây giờ anh đổ nè, đổ lava ở đây đúng không, nó bị ấy đúng không, đó đổ lava ngay chỗ này là nó biến thành obsidian đúng không? Nhưng mà tại sao anh đổ nước ở đây nó không biến thành obsidian? Có hiểu ý. Tại sao? Tại sao ta? Có phải đó là một cái lỗi không? Em tự đổ đi, anh đâu ấy. Đó, em đổ lava bên này thì nó biến thành obsidian. Nhưng mà đổ nước ở đây thì nó không chảy vô luôn. Ồ. Nè, em đổ nước ở ngoài đây đó. Khóe. từ rồi đổ đi nè, đổ nước ngoài đây vô nè, nó cũng không vô được luôn nè, đổ ngoài đây nó cũng không chảy vô được cái cục lava luôn, thấy hay không, hay đó là ừ, nếu mà lỗi chứ, nếu mình đập hai cái này thì sao anh thử đi. Đập hai cái đó thì tức là hình như á là nó bị lỗi block, tức là cái block thứ tư này nè, mặc dù là nó có lava nhưng mà nó không có gì hết á, không có bị ảnh hưởng của lava ra. Biết không? Ồ, cái này tạo ra đá để mình chơi gì sky block đúng không? Đúng vậy, cái này thì tạo ra đá đúng rồi, tại vì cái lava nó còn chảy ra 4 ô mà. Ờ, hay thiệt, đúng là 1.14.4 không ngờ vẫn còn bị lỗi. Đó là gọi là một số lỗi tiêu biểu hả bạn, ngày hôm nay mình với gà gọi là review nhẹ nhẹ thôi. Thì ok, nếu như bạn nào thích gọi là tụi mình gọi là review tiếp những cái lỗi gì nữa thì các bạn đừng quên là để lại comment ở phía dưới và nhớ like, share những clip để ủng hộ cho tụi mình nha. Còn bây giờ có lẽ là tụi mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp nha. Bye bye, bye, bye.